Hello, mình tên là Kha Du của anh ông Double Wish. Bây giờ mình ở công viên 2389. Tại sao mình ở đây? Là hôm nay là có sự kiện Việt Nam và Nhật Bản nha. Đây có nhiều gian hàng, có món ăn Việt Nam cũng có món ăn Nhật Bản, nhiều công ty liên quan đến Nhật Bản xuất hiện và tham gia sự kiện này nha. Bây giờ là bên nhà ra là một trải nghiệm đặc biệt nha. Em muốn làm thử đây. Ở đây có thể làm thử được, làm có thể trải nghiệm được. À, chưa biết công nghệ tên gì ạ. Dễ thương, muốn làm thử nha. Trải nghiệm nhu cầu con cào cào không chịu. Bây giờ hết hướng dẫn cào cào rồi. Em chỉ anh làm bông hoa. Bông hoa, ok. Hoa, bông. Dứa, đây. Rồi em gieo được bát được chứ, bát con người mua. Đây, cái này. Trời ơi, nó làm con bướm không kêu mốt sơn. Ừ, thế à? Trời ơi, người ta là sẽ bay được chứ, chờ hiểu rồi, đẻ hiểu rồi. Xuống tặng cùng đây, đây. Đây. Xin lỗi bạn. Yes, sơn. Nhỏ cấm đầu làm đấy. Rồi. Cấm đầu làm đấy, giờ lên mạng đi. Rồi. Cầm đây. Đây. Rồi, mình lại gắp vào. À đây. Gắp vào. Vào. Gắp vào. Yes. Đây. Gắp vào. Nhỏ. Xếp thành. Đúng rồi. Rồi. Mình lại gắp vào nữa. Cứ làm tiếp tục. Làm tiếp. Mấy lần? Mấy lần? Bao nhiêu lần? Làm hết. Dạ. Làm hết à. Nhỏ. Bự to quá. Ăn tiếp thịt to. Ăn tiếp to. To hoa. Quá to. Nhỏ lại. Nhỏ lại. Gấp vào. Rồi. Nè. Rồi. Gấp vào. Rồi, gấp vào. Gấp.
đúng rồi, tiếp tục. Đi đúng là đi làm đi. Chưa xong hả? Chưa. Còn vài cái nữa. Cái là hai đứa đứng bán nè, không biết là hỏi con gì nè. Hai đứa đứng bán thôi. Hai đứa đứng bán thôi. Không biết lá này là tên gì à? Mình làm một cái cây à, cắt cho nó nhọn rồi. Yếm nào? Cái này nó phải bằng củi. Không, sinh năm mấy không? 2000. Nhỏ lớn hơn mấy thứ này. Nhỏ hơn em. Nhỏ em. Ừ. Làm biết sao mày nói cái đẹp cái hậu mà. Ê, cái này. Chị cắt lại. Cắt đi. Rồi, xong. Kéo bỏ đi. Vô, vô. Bỏ kéo giữa. Qua tầng chỗ ai? Mẹ ơi. Trời ơi. Nhưng sao tập đạo mình á, mình ít lắm thôi. Chị gái là hiền á. Đẹp không? Dạ đẹp. Cái này là lá nào? Lá dừa. Lá dừa. Lá dừa. Lá dừa. Lá dừa. Ý, lá dừa. Ok. Đây, để mình coi. Mực đồ cáo á. Thành công hợp lắm, giỏi lắm. Con gì? Con trường. Không phải con trường. Cái này bao nhiêu tiền? Dạ, hôm nay là ngày đặc biệt đó. Lễ hội Nhật Bản và Việt Nam nên cảm giả rồi nhá. Là 2 triệu. Học sinh cấp 1 á. Bớt thôi, tiền nè. Em tất chưa xong lấy tiền trước luôn rồi. Chưa xong lấy tiền rồi đó. Rồi, cảm ơn nha. Mọi người, cái này mọi người không thấy là thế nào à? Đẹp nha. Dạ. Và nên là nếu mọi người nếu có cơ hội làm thử như vậy nha. Cảm ơn đã xem chương trình này nhé. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye, mình nha. Bye bye.